đường từ ở dưới bến phà phải đi bộ qua phà đó cả nhà. Những người hành hương ở xa mà đi theo đoàn xe lớn đó là đi bộ qua phà thì không có tốn tiền phà nha. Qua ngã tư này nè, rồi đến vòng xoay tiếp theo thì là mình rẽ trái thì đi về chùa An Hòa Tự, còn có tên gọi là chùa Thầy á cả nhà ha. Nhân dịp lễ trọng đại của những ngày lễ thì bà con bán hàng bách hàng chạy á cả nhà, hàng la đó, thì tề tụ về đây bán hai bên đường rất là đông. Dọc vô tới hết, vô tới trong chùa luôn cả nhà. Đây còn những đoàn đi bộ này là bà con mình hành hương từ xa về ở các tỉnh lân cận về đây để cúng lễ, chẳng hạn như là ở Cần Thơ, Tân Châu, Núi Sập hay là Vĩnh Long vân vân, Sa Đéc, dạ, các nơi về để mà cúng lễ. Để mình vô gửi xe cả nhà ơi. Chào con nè, con đi lễ hả? Con thấy đẹp không? Con thấy đẹp không? Nói hả? Đẹp không? Đẹp hả con? Con tên gì nè? Con tên gì? Con tên gì? Bảo Ngọc. Tên Ngọc. Chào cô đi. Con ạ. Ả đi ảnh. Rồi cảm ơn con nè. Chúc con mạnh khỏe mau lớn nha. Nó đâu còn, mà chó đâu còn. Ôi trời ơi, cưng không? Ngoan quá à, kiểu gì làm đấy à. Còn rồi. Con no dữ lắm rồi, à. Con uống ly nữa đi. Uống ly nữa đi, có viên. Dạ, con cũng có trong ca con mình. Uống ly cho khỏe, tiếp tục mình uống ly cho khỏe con. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Tiếp đoàn vào đường gà chở tăng tổ chức một lần nữa.
thay mặt ban tổ chức đại lễ 18 tháng 5 chương trình 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, hân hoan chào mừng đoàn chuyên gia do Trương Thị Trùng làm trưởng đoàn vừa mới đến. Mời ba chiếc xe trước đoàn chào mừng dài. Chào mừng lấy liền quay. À, bà thấy cái đồ mà cháu vậy không? Đi tới đâu ăn ngập mặt không? Đây, cô. Nhắc lại cô, lại giờ cô diễn có tờ đỏ đây, giờ đang đâu? Mãi chờ chứ mình phải ra chờ. Cho mượn cái chữ thì chữ xíu à, ban trị sự phường Long Châu cái vợ cho ngoài mày đó mày thôi mày nói đâu mày thôi trời ơi nhưng mà bây giờ nói ra cho nó nhau à, một lần nữa chúng tôi xin thông báo tàu cũng năm chỗ đó ở Vĩnh Long. Dạ, chị Giao đang ở đâu? Trở về nhà Long Nguyễn, có cô Long Giòn, chị Giao. Cái gì vậy? Một chúng tôi xin thông báo là đoàn của ông Nam Chuột ở Vĩnh Long. Không quay cái chữ, không quay cái chữ. Dính luôn. Dính luôn nữa là dạ, ở đâu về đây lễ nè cô? Chợ mới. Chợ mới hả? Dạ. Quay luôn. Dạ, quay luôn, dính luôn. Có đây là hội Phật giáo Hòa Hảo
xã Phú Hiệp. Đây là xe hoa của xã Phú Hiệp nha cả nhà. Xe này là biểu tượng cho hai bà Trưng nè. Chị em ơi, Bắc Nam là một. Chị em là rường cột giống nồi, dở sử sanh Nam Việt mà coi. Gương Trưng Triệu còn roi muôn thuở. Biểu tượng con voi này biểu tượng của bà Trưng Chắc Trưng Nhị ngày xưa. Ở đây là xã Phú An, xe này là của xã Phú An về tham dự nha. Đi trong ngoài trong phương An vô là giống như tới làm
cô nhờ chỗ chứ cô quay cái chữ này chút xíu nha. Cô mượn cô quay cái chữ chút xíu. Để bà con mình cũng về hành hương nè, cúng lễ xong rồi bây giờ bà con còn đang ngồi nghỉ ngơi ở đây nè cả nhà. Các nơi về tề tụ về đây ha cả nhà ha. Chứ không phải là riêng một chợ mới An Giang, Phú Tân An Giang mình đâu nha. Còn ở đây thì tôi đang đọc giảng. Hãy
lên. Vì đời như
đời. Có những cuộc hành hương các nơi về thì sẽ có những cái cảnh bà con mình nghỉ mệt, nằm nghỉ như vậy nè. Ở chùa nào cũng có như vậy ha cả nhà. Trời ơi, còn kêu quay nữa. Người ta sợ quay, người ta còn kêu quay. Dạ, quay lên tivi hết ha. Đây, bà con mình đang nghỉ mệt đây nè cả nhà. Dạ. Dễ gì thấy không? Trời ơi, nó lén mình chứ dễ gì thấy. Phải thấy được là em cũng quay liền chứ em đâu ngán đâu. Đây, bà con mình hành hương mệt, trời người nghỉ mệt, người nằm, người ngồi này, cả nhà thấy thương không? Đó. Bà con ở các nơi về hành hương nè, đó mệt rồi nằm nghỉ mệt đây nè cả nhà. Cơm nước xong hết rồi nghỉ mệt để nắng quá. Lại nói về đồng việc
Thơ về đà. Chứ buổi sáng không đẹp, nhưng mà tối đẹp lắm. Đi luôn ba cơm kéo vòng bé này không có nè, cô cũng nãy cũng bị Tề Thiên vũ cái kẹo nè cho con nè.
Không nói giỡn thôi. Con tưởng đâu cho con lại xin hai cây em nó 20. Là ủa đâu rồi, khoan 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 để tắt máy kiếm cái kẹo cho bé này coi. Quá đông cả nhà ơi, bây giờ cho đến tối là thôi còn đông nghẹt nữa đó cả nhà. Quá đông thấy đâu. Còn đây là cái xe hoa này cũng đẹp lắm. Còn là hoa tươi không cả nhà, hoa lan không, rất là đẹp luôn, trang trọng lắm cả nhà ơi. Số 1 đi vô cháu. Nhóm lửa đốt đèn đốt nhang 3 cây 10.000. À, đây là xã Phú An. Còn đây là đi hồi ngày hôm qua. Hôm qua tới nay hả? Trước khi chúng ta chào đón đông người để tránh bị tình trạng mất mát, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa tất cả bà con, kính thưa quý vị đồng đạo, hiện giờ chúng tôi nhận thấy quý vị đồng đạo đang có những điều an toàn từ rất sâu. Vì vậy, để tránh bị tình trạng mất mát đáng tiếc khó khăn xảy ra, chúng tôi đề nghị quý vị đồng đạo quy mô cả nhà tổ chức quá lớn rồi, bà con về rất là đông luôn, đông nghẹt luôn cả nhà. Đã
diễn ra từ mấy ngày trước rồi cả nhà, mà ngày nào cũng đông như vậy. Hôm nay và ngày mai là chánh lễ nha cả nhà. Hôm nay là 17 tháng 5 âm lịch. Đẹp quá cả nhà ơi. Kính chúc quý khách và đồng đạo an lành hạnh phúc. Đây là xe chở hai bà. Thank you.
cung hoài
có thấy rồng đang phun nước không ạ? Đẹp quá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.